Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng ran ở hướng đông và nam Ukraine, khu vực vốn đã ác liệt từ đầu xung đột. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 6 tháng 4 có tổng cộng 50 cuộc giao chiến trên tất cả mặt trận, chủ yếu trên năm hướng. Trong đó, quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở hướng các thành phố Liman, Bakhmut, Ayivka, tỉnh Donetsk, đồng thời cầm chân đối phương ở thành phố Novopavlivka và Orykiv ở tỉnh Zaporizhia. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 14 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine đã tấn công 2 cụm vũ khí, khí tài, một trạm điều khiển máy bay không người lái UAV và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 6 tháng 4 tiến hành 8 cuộc tấn công tên lửa, 83 cuộc không kích và 37 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ukrinform dẫn lời người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, ông Serhiy Lysak cho biết, quân đội Nga ngày 6 tháng 4 đã tấn công 7 lần vào thành phố Nikopol của tỉnh này bằng UAV cảm tử. Cuộc tấn công không gây thương vong về người, nhưng khiến một số nhà cửa hư hại. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv, ông Oleh Shinehubov báo cáo rằng, hai cuộc tấn công của Nga nhằm vào các khu vực định cư ở thành phố Kharkiv trong ngày qua đã làm 8 người chết và 10 người bị thương. Vụ tấn công cũng làm hư hại 9 tòa nhà, 3 ký túc xá, một số tòa nhà hành chính, một cửa hàng, trạm xăng và một ô tô. Tương tự, cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết, Nga chiều 6 tháng 4 đã tấn công thành phố Berislav, tỉnh Kherson bằng UAV. Vụ việc làm hai dân thường bị thương. Trả lời phỏng vấn với đài United News ngày 6 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng thành phố Kharkiv là mục tiêu mong muốn của Nga, nhưng Ukraine có tuyến phòng thủ vững chắc ở thành phố này. Ông Zelensky nhấn mạnh, người Nga không che giấu rằng toàn bộ phía đông, cả phía nam đất nước chúng tôi, gồm các thành phố như Kharkiv và Kramatorsk là mục tiêu mong muốn của họ. Nhưng hôm nay chúng tôi đang bảo vệ khu vực Kharkiv với sự tự tin tuyệt đối. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, Kiev giám sát tất cả hoạt động thông tin sai lệch của Nga và hành động của lực lượng Nga trên tiền tuyến. Theo truyền thông Ukraine, Nga gần đây đã tăng cường tấn công Kharkiv và có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố này trong năm nay. Trong bài phỏng vấn, ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine nên chuẩn bị lực lượng dự bị để ngăn chặn cuộc phản công của Nga. Ông Zelensky nói, muốn cản trở cuộc phản công của đối phương, chúng ta cần nhân lực, những người này phải được huấn luyện, phải chuẩn bị một lượng lớn lực lượng dự bị đã trải qua huấn luyện chiến đấu. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị huy động 300.000 quân trước ngày 1 tháng 6, nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng mà Nga có thể huy động. Điện Kremlin trước đó đã bác tin Nga sắp huy động 300.000 quân. Theo đài RT đưa tin ngày 5 tháng 4, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Merosnik nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã khiến hơn 200 dân thường thiệt mạng kể từ đầu năm 2024. Cụ thể, theo ông Merosnik, dữ liệu từ chính quyền Nga cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra 922 thương vong dân sự từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 3. Trong số này có 721 người bị thương và 201 người thiệt mạng. Ông Merosnik nói, cho biết thêm rằng có 11 trẻ em thiệt mạng và 59 trẻ em bị thương sau các vụ tấn công. Cũng theo quan chức này, trong 3 tháng đầu năm 2024, Ukraine đã bắn khoảng 22.000 quả đạn vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, gần như 250 quả đạn pháo mỗi ngày hoặc 10 quả đạn pháo một giờ, theo ông Marosnik. Ông Marosnik cho rằng việc Ukraine tăng đột biến số cuộc tấn công có liên quan trực tiếp đến thất bại của họ trên chiến trường. Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Chiến sự Nga-Ukraine ngày càng nóng khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ đối phương. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công quy mô lớn vào các địa điểm triển khai quân sự, năng lượng và lính đánh thuê của Ukraine trong tuần qua để trả đũa những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng Nga. Tất cả mục tiêu được chỉ định đã bị tiêu diệt, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến lược trên tiền tuyến và đẩy lùi 15 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến đối phương mất hơn 2.110 binh sĩ và 146 hệ thống vũ khí trong tuần qua.
ở thành phố Ayivka, tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành được quyền kiểm soát thị trấn Vodyan và đang tiếp tục tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bằng súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về nhân sự và khí tài đối với 6 lữ đoàn Ukraine ở Ayivka và đẩy lùi 39 cuộc phản công của đối phương từ ngày 31 tháng 3 đến 5 tháng 4. Tổn thất của Ukraine ở khu vực trong tuần qua lên tới 1.695 binh sĩ, 3 xe tăng, 15 thiết giáp, 23 xe cơ giới và 19 khẩu pháo giả chiến. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, Nga cho biết quân đội Ukraine tuần qua chịu thương vong khoảng 270 binh sĩ, mất 2 thiết giáp, 22 xe cơ giới và 13 khẩu pháo giả chiến. Theo hướng tỉnh Kherson, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 14 khẩu pháo giả chiến và 19 xe cơ giới của đối phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 3 máy bay chiến đấu, 1.119 UAV trong tuần. Bên cạnh đó, 7 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong tuần qua. Ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chặn hơn 50 UAV tấn công vào lãnh thổ Nga trong đêm 5 tháng 4. Các vụ tấn công xảy ra tại các tỉnh giáp với biên giới Ukraine như Rostov, Saratov, Kursk và Belgorod. Trong khi đó, đài CNN dẫn nguồn Ukraine rằng Kiev ngày qua đã phát động một cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái UAV vào một căn cứ không quân ở tỉnh Rostov, Nga, khiến 20 binh sĩ Nga thương vong và phá hủy 6 máy bay chiến đấu của Nga. Về phía Điện Kremlin, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 5 tháng 4, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 55 cuộc tấn công của Nga ở 6 khu vực, hầu hết là ở thành phố Ayivka, tỉnh Donetsk và thành phố Kherson, tỉnh Kherson. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 72 cuộc giao chiến trên tất cả các mặt trận trong 24 giờ qua. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 9 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 7 mục tiêu của Nga, bao gồm một sở chỉ huy, một đơn vị pháo binh, hai đơn vị phòng không, một trạm điều khiển UAV và hai cụm vũ khí khí tài. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 5 tháng 4 tiến hành 10 cuộc tấn công tên lửa, 7 cuộc không kích và 97 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ukrinform dẫn lời ông Ivan Fedorov, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia rằng Nga ngày qua tấn công tỉnh này bằng 5 tên lửa. Vụ tấn công làm 4 người chết, 20 người bị thương và làm hư hại 3 tòa chung cư, 10 ngôi nhà và 1 ký túc xá. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết, lực lượng Nga ngày 5 tháng 4 tấn công UAV vào thành phố Berisla, tỉnh Kherson, khiến 3 người bị thương. Tương tự, trưởng bộ phận điều tra của lực lượng cảnh sát tỉnh Kharkiv, ông Sergei Bolvinov cũng báo cáo về 5 vụ tấn công của Nga bằng tên lửa S-300 và một sân bay quân sự đã ngừng hoạt động ở làng Korotich thuộc tỉnh Kharkiv vào rạng sáng 5 tháng 4. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.